Trường ơi! Dạ! Mày mang cái dạ xuống đây! Dạ đây ạ! À. Cái gì đây? Dạ à! Giấy chua cay Trung Quốc! Mày! Hôm nay tôi không ăn thứ này, mà tôi ăn cùng công chúa Elsa ngoài đời thật, nữ hoàng băng giá của Việt Nam, bà Tuyết! Hơi ngọt! Nghe nói đồ ăn vặt ở đây siêu nhiều, siêu ngon, siêu hạt rẻ! Tôi không tin! Nhiều thật nhưng sao lại có bánh dày ở đây? Sau khi ăn fish snack, tôi mạnh dạn feedback cho các bạn. Dai dai mềm mềm, chua cay mặn ngọt hài hòa, khá là vừa ăn. Cá được cấp cứu, cá hồi, nướng. Đùa, người ta vừa cứu sống lại đem người ta đi nướng. Bà Tuyết, đây là tôn chỉ của các thanh niên FA. Làm em sướng không bằng ăn nem nướng. Vẫn là dai và mềm, không bị quá nhiều dầu mỡ như đồ Trung Quốc. Cay vừa phải, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ăn cuốn đấy nhở, ăn nhiều quá thành bị khát nước ấy. Nhưng những người tên Tuyết mà làm kinh doanh thì thường sẽ có một cái đầu lạnh như băng, rất biết cách nâng niu trải nghiệm của người dùng. Khát nước thì đã có nước uống hương sữa chua đa dạng hương vị có sẵn trong combo, tránh tình trạng đời cha ăn mặn, đời con vừa khát nước vừa phải chạy thận cho cha.